Audio Jungle. Xin chào con, thì hôm nay á mình có quay con xem về cái vườn bơ bút của anh Sĩ ở thôn Quyết Tiến 1, xã EAT, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk đây. Thì nói chung là anh cũng đang tiến hành là múc hồ để dự trữ nước để cung cấp cho mùa khô năm tới của 2019 này, dùng để tưới và chăm sóc cho cây bơ bút và cây na thái. Thì đây mình đang đi trực tiếp từ ngoài vào vườn để quan sát và quay cho con xem. Thì con xem cụ thể và clip này mình hướng dẫn để tạo bơ bút 1 năm tuổi, tạo vừa tạo tán và làm cành cho bơ bút 1 năm tuổi luôn. Thì con nhớ xem và theo dõi hết clip nha. Mình đang quay rất kỹ chi tiết cho bà con xem. Đây là cái bơ rất là xanh và tươi tốt, rất là đẹp. Nói chung đám bên này nó như đám bên kia. Đó. Tạo y như bên đó luôn. Những cái cành nào mình chưa giờ là không ăn trái, là ăn trái thì những cây tơ này cho đi, cành này cho hết này, cành tâm không ăn trái, cái này cho thoáng từ từ để tí nó trên đấy sau cứ đi ở dưới đi, cành tâm hết nha Việt nha. Việt nhìn chú ấy làm á, nhìn này, bỏ luôn. Thằng này là cũng bỏ rồi. Cứ để đấy, để chú làm đó. Đó là phải cho nó đi ra chứ. Các bạn ấy đang cho đi đấy. À, làm cả răng mà nhìn, chắc một phát là nó bị lỗi liền. Không nhìn chắc là lỗi. Chủ yếu là máy cành tâm. Bây giờ tạo tán mà không để cành tâm gì hết. Cái khả năng cho ấy để ngọn này chứ. Bấm ở trên rồi, trên nó mới đều. Chắc chỉ bấm đi. Đấy, từ từ. Đấy, nhìn. Này. Chưa cần bấm mà. Bấm ngọn trên rồi. Ừ. Bấm luôn dưới ngã ba luôn. Chỉ bấm đoạn này thôi. Đúng không? Đấy. Đi mình quăng nữa. Tại vì sao? Cái này nó ra nó sẽ nứt, cây đã y như cành này. Ừ. Nó sẽ không bị mất đi của mình. Đúng rồi. Em bấm thì anh sẽ tiếc. À, không. Sẽ thấy làm sao. Không. Nhưng mà khi cái này nó nứt ra, cây nó sẽ ra giống đúng rồi. Như cành này. Nó lại như cái ngọn mới có gì đó. Nên thế mới gọi là đi làm tán. Rồi. Còn này bỏ luôn. Đấy đúng rồi, tại vì nó vướng cái kia kìa. Tại vì mình bấm á, là không phải mà đứng ở trong mình bấm mà phải đi ra ngoài mình nhìn. Mình coi xung quanh tán cành nào nên bấm, cành nào nên chừa. Đây như cành này coi đây. Ừ. Cao quá. Ừ. Còn cành này nữa. Đó. Đó nữa xuống. Đó. Cái này ra nữa nó xẻ xuống nữa là vừa. Cái này kéo phải có phải hãm không? Hãm để cho cái này nó lên ra. Đây này. Cái ngọn này nó lên kỳ cực cho. Cái này có cho đi không? Bỏ luôn. Cái này cho đi luôn nhé. Rồi cho đi luôn. Đấy, như cây cành này phải hãm luôn này. À. Hãm luôn. Lúc đầu mình làm mạnh tay ái cũng kiểu. Đó. Không tiếc, lúc đầu à. Mới vô làm thấy chưa? Rất là ghê gớm. Phải thế này thì mới dám làm, nhưng nếu mà tiếc thì không chắc được. Tiếc thì không được như đám anh gì đâu. Nè,
lá bên này cũng không bằng này, cành rất là yếu hơn bên kia này, bên này hình như bỏ bộ xúc chích này. Đó anh sĩ, đọt non ra không xử lý sao để bộ xúc chích nữa rồi. Mất một đợt và mưa dầm, không làm kịp. Đấy, Việt nhìn thấy chưa? Đã thành một cái hình... Đó, ok chưa? Cho cây nữa, cho cháu nó cây nữa. Đấy là cây, ba nói này, làm không cần phải nhanh, làm chậm thôi. Cái này, như là cái này thì nó gần gần thôi nha. Phải láng nữa, phải nở ra nữa nha. Cái này chưa thua đâu, cái này còn để lâu lắm. Đó, bây giờ vẫn tưới phân được. Từ tốt. Cái bên này còn làm cành tâm trước này Việt ơi. Làm video là tự làm cho thấy không? Làm cành tâm đi. Đấy, tỉa một lần rồi. Mình mới tỉa được một lần. Chỉ cho một lần rồi hả? Ừ. Đấy, nhìn những cái cành làm ấy. Đây này. Đúng rồi. Cái này nuôi luôn rồi. Để chứ, đâu có, ý là bà đâu, cây này được, cho đi đi. Để thôi bỏ đi, bỏ cây này đi. Bỏ đi. Đây nhá, cắt nè. Cái này cho đi luôn, mai mốt nó gục xuống. Rồi. Tới đây luôn rồi chú. Đây chú chỉ từ từ. Lên đây, lên đây. Cái này còn thấp mà. Phải lên trên đi. Đây. Từ từ. Chưa có được. Cái bấm lên trên xíu nữa đi. 20 phân, 10 phân, 20 phân thôi. Lên nữa đi. Tính từ trên xuống 20 phân thôi. 20 phần là giữ trên xuống 20 phần là nữa. Lên nữa em. Đó có 40 phần lên chèn nữa đi. Đây, nữa đi, đấy. Rồi bấm đi. Còn cái bên này bấm hãm xuống lại này. Cái thường thường cái đọc chính mình để cao hơn. Cái đọc phụ thì mình để thấp. Đây rồi. Rồi. Thế nào? Bấm sát chưa? Sát vào. Sát, sát vào. Chưa sát, chưa sát. Đây. Sát vào. Đâu có cành nào đâu. Rồi. Đây cái này này. Đó đó đó. Đây này, bao bảo này, đặt kéo ở đây này. Đó. Rồi cành tay ở dưới bỏ luôn. Đó. Đây này. Đây này, nó sắp đến đây. Rồi, yeah. Rồi. Đó, cái cành tay này. Đúng rồi, đây này. Ê, từ. Chậu gãy. Đứt dây. Cái này hãm bớt chưa? Hãm đi. Không, sao ạ? Đổ. Tìm cành này nó ra đây. Đúng. Rồi, cành này chơi luôn này, xử lý ngay từ đây luôn. Rồi luôn nhá. Vâng. Tay rồi, bỏ bấm tay ra luôn này. Đây này, những cái này này. Để nó... Tay ở trên kia nữa này, việc ở trên kia, việc chưa bấm mấy cành tay ở trên đấy. Ờ, mấy đồ đó để đấy. Đúng rồi, để nó trồng lên. Chào hẳn lên. Chào lên, bấm cái cành nhỏ. Cứ bình tĩnh và làm. Từ từ, không cần gì phải bội. Cắt hơi trên tay. Có gì đâu luôn. Thất cành này, nó cần cắt. Đừng, cành đấy đừng. Cái cành trên cắt đi. Cái cành, đây này. Đây này em. Thẳng cái cành đi lên đây. Đây. Nó trông vào cái cành đây, mấy cái cành nhỏ nhỏ vật đi. Đâu? Cái cành nhỏ không nhìn à? Mú mú đây này, nó đâm ra này. Nhìn cái ngoạn chưa? Đây, tay mày sờ vào rồi chứ. Đây, cái cành đấy vật đi. Rồi. Nó đâm ra đấy chứ, ở trên nó có rồi. Nhìn người ta phải chỉ nó, phải làm. Đấy, cái cành trên đấy vật luôn ở đây. Rồi em, được rồi. Rồi mày cứ đi làm như thế này, còn bao nhiêu tao đi tao chỉnh lại. Đây này, những cái cành tơ này, giờ này nhìn này, những cái cành tâm này này, để nó cũng chết không làm gì. Đây này, đấy, ví dụ đi tỉa bỏ tay ra.
Đang phải vật thì chắc cái cành này đi. Xem cây này vẫn đẻ rồi. Chưa, chưa, chưa. Đấy, có hai cành này nó chạm nhau. Để được đợt sau xử lý cành đấy thì cắt bớt một cành đi. Đó, đúng rồi. Trước mặt mà trên cành thứ hai xuống đi thẳng mặt mắt đấy, thẳng mắt vào đấy. Rồi cái cành nhỏ đấy cất luôn, cái cành nhỏ trên ngọn đấy, nhìn thấy chưa, nó ở tầm tầm ba đấy, cành bé tí đấy, đấy cái cành bé tí ở giữa đó đấy, đấy cái cành tay mày chỉ cái cành dưới đấy. Ủi mắt chả nhìn, nhìn nó trồng thế mà nhìn nó trồng khe vào khe đấy, mình chỉ cho đi đấy.